này giả hay thật vậy trời? Có ngăn lộn luôn mới ghê chứ. Cả nhà thấy không? À, như vậy là bà cô cũng thích chơi phong thủy các bạn. Trời, ai chọi tôi vậy? Kính chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại Hậu Giang cả nhà. Trời ơi, cái lá cỏ nó bay quá trời bay luôn, không biết nữa. Hôm nay mình đi quá trời xa luôn. Thì lần đầu tiên mình ghé ở đây thì mình hồi nãy có uống nước bên kia, mình hỏi thăm ở đây là địa bàn tỉnh nào á. Mình được một người cô khoảng cỡ 75 tuổi, cô nói là ở đây là kêu bằng Hậu Giang. Thì mình đi một đổi nữa, lên chảnh khoảng cỡ 30 mấy 40 cây số nữa là mới tới Cần Thơ, cầu Cần Thơ các bạn. Thì mình bắt gặp ở phía bên đây, phía sau lưng của mình á, là có một cái ngôi nhà bị bỏ hoang rất là lâu năm. Thì mình có hỏi người cô cũng như là nhà này con vào ghi hình được hay không cô, thì cô nói con cứ vào thoải mái. Nhà này là trước kia của một bà cụ, thì bà đó khoảng cỡ tuổi của cô đây thôi, tại mình nói bà cụ. Thì bà cụ chăn nuôi heo, rồi bà cụ nuôi gà, làm ăn rất là phát triển các bạn. Nhưng mà đến một cái ngày tuổi quá cao rồi, bà cụ đây mới bán, mới sang đất, mới đi theo con về tỉnh khác ở cho nó đông vui đó mà. Thì bà có chia sẻ vậy đó. Thì chủ sau họ đến mua ngay cái đợt mà kêu bằng đợt đất sốt đó có nha. Thì ông chủ ông mua, ông bỏ ở đây, ông kinh doanh, nhưng mà cho đến ngày hôm nay bán không được, cũng như là đất nó rẻ quá rồi, bây giờ bán giá rẻ thì chủ đất họ lỗ. Rồi mình hỏi thêm ngôi nhà này có tâm linh rùng rợn, cô có nghe người ta kể gì hay không. Thì cô có nói là ngôi nhà này ghê lắm con ơi. Rồi mình mới hỏi sao ghê cô nói trời ơi, thằng Điêm á, có nhiều người họ đến đây họ cầu cơ rồi họ xin số đề đồ á, đông lắm. Rồi có một người bị nhập xác nữa. Nó thành ra mình nghe cô nói rất là ly kỳ. Hôm nay mình muốn vào trong cái ngôi nhà bỏ hoang này xem thử vậy, coi có thấy hiện tượng tâm linh hay là thấy vong. Mới vừa ngồi đây giới thiệu xíu tự nhiên nghe sẹt bển nổ cục hết trơn các bạn ơi. Vậy thôi bây giờ mình đi vô phía trong ha. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Còn cô chú và các bạn nào mới biết kênh của mình á, thì vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký, cái chữ đăng ký đó cả nhà, là hoàn toàn miễn phí. Để mỗi khi mình đăng lên YouTube, quý anh chị và các bạn và cô chú xem ủng hộ mình ha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình. Đó, xe chạy tấp nập luôn, cả nhà thấy không? Có con lương á. Thì người cô nói, người cô nhà bên đó các bạn, bên đó đó. Người cô nói cách nay khoảng cỡ 10 năm về trước là đường này được chính phủ làm, cũng như là ngay cái đợt mà cầu Cần Thơ đó cả nhà. Làm cho đến ngày hôm nay là nâng cấp 3 lần. Thành ra nhà của cô hiện giờ nó thấp luôn. Cô nói là lần đầu tiên á, là nhà nước làm cái con đường này á, và con lương này á, là nhà cô mới cất là cất cao hơn đường lộ 1 mét luôn các bạn. Bây giờ nó thấp hơn cái đường lộ luôn rồi mới ghê chứ. Rồi có nhà cái bển luôn. Thấy mình nghĩ nhạc ở bên lộ, còn mình ghi hình bên đây thì xe chạy ngoài lộ nó ồn ào, nó cũng không đến nổi các bạn, đừng rú ghê quá. Cái này là chủ đất họ mua rồi cho người khác họ trồng cỏ đó, trồng sao mà không thu hoạch vậy trời, ghê vậy? Quá trời âm tùm cỏ mà mình nhìn giống như mía ha cả nhà, mía mà mía lao á. Đường nào vào nhà quan trời. Tới rồi ta, chắc gần tới rồi cả nhà. Sao mà âm tầm quá vậy không biết. Đi xách bánh xách nước theo cúng kiến nặng quá trời, nên là mình không có dẹt được mấy cái cây cỏ các bạn. Nếu mà cam nó có bị hơi lè cả nhà nhớ thông cảm nha, lè vì lá cây á. Đó, ông chủ này ông mua tới 3 miếng luôn các bạn, mua sạch hết, mua để kinh doanh nhưng mà cuối cùng bán không được. Đất vợ rẻ quá trời rẻ. Ở đây có ai lấy dây điện vậy ta, rút cái ruột mất tiêu rồi. Còn cái vỏ thì bỏ tại vị trí này. Ê cha, màng ơi, ở đây có cây trứng cá luôn các bạn. Nếu mà thèm trứng cá là ăn tại chỗ luôn, khỏi cần đi đâu ha. Vậy việc nhọc chạy hết hồn, tưởng đâu đụng cái con rắn con rít chứ. Trứng cá trái nó chín luôn các bạn ơi. Ở ngoài đó thì họ gào là các bạn, nhạc quá trời. Để mình đi phía sau né nhạc một xíu các bạn. Ông nội ơi, càng ngày mở càng lớn vậy. Ôi má ơi, dưới đây có ngôi mộ phải không ta? Ngôi mộ này của ai vậy trời? Hồi nãy người cô chia sẻ là ở đây đâu có mộ ta. Ngôi nhà này mình cảm thấy giống như ở trên mạng có một YouTuber quay quá vậy ta. Không phải các bạn, ngôi nhà này là lần đầu tiên mình đến đây. Ở đây có trái mận đâu vậy? Ôi cha, có mận luôn các bạn, quá tuyệt vời. Khu đất này mình nghe nói cũng rất là rộng luôn á. Trái mận nè, Ồ, nó bị hư rồi. Chắc có thể là nó chín quá rồi, nó rụng á, không có ai ăn nữa, nó hư luôn. Chuối có, sòi có, rất là tuyệt vời các bạn. Còn đây là bà cụ ngày xưa xây cái bồn này để làm gì vậy ta? Giống cây Kim Tịnh quá các bạn. Ổn quá ha. Cái này chắc có thể là cái bồn để đựng nước hay là đựng gì á. Cái ông cống rất là to luôn, dày luôn. Ôi ơi, bên kia hình như là có cam, có bưởi, có quýt gì nữa ta. Để hồi mình đi qua bển mình xem thử coi có trái nào ăn được hay không nha cả nhà. Còn đây là nhà chứa hài cốt. Nhà này là chắc có thể là bà cụ mấy cái năm mà bà còn đây á, bà làm để chứa hài cốt của gia đình quá. Nhưng mà bà đi rồi á thì cốt cũng lấy đi theo rồi các bạn. Ở đây thì hoàn toàn là trống lỏng ha. Rồi đất sâu thấy sợ luôn trời, rộng khủng khiếp. Bỏ quang hết trơn. Trời trời, có con rắn, nó lột cái vỏ, nhìn thấy nó ổ cục thiệt. Rắn này chắc chắn là rắn đuôi đỏ các bạn. Ở trong là hoàn toàn không còn gì ha. Gì vậy? Để mình dị ứng với ông mà cứ ông nó bay sàn sàn trước mặt mình quay luôn vậy trời. Ở đây có hai con rồng rất là đẹp các bạn. Và ở phía sau con rồng là có con phụng, hai bên hai con. Thì cái này là tượng trưng kiểu như tài lộc may mắn các bạn ơi. Hai ông rồng đang ngậm trái trâu ha. Này không biết bên đạo nào mà làm thấy đúng bài bản quá ta. Không lẽ bên giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo ta. Còn nó là gì mà nó dắt ngang cái ghê quá các bạn. Còn đây là gì đây? Trong phòng không có gì hết. Trời, nãy giờ quên nhìn ở trên ốc nữa. Không biết có ong hay là nó chuẩn bị đổ không chừng. Thưa hết rồi đó nha. Lập ngói, nhưng mà mình cảm thấy ngói với cây hiện giờ nó đang sáng sáng luôn. Ngồi thấy ông trời luôn các bạn. Mũi quá, cứ nói mũi hoài. Cứ mỗi lần đi là quên đem theo nhăn mũi không đó nha. Lạ vậy chứ. Còn đây là đi ra đâu? Thấy rộng rễ quá. Trời ơi, nhà tắm xa dữ vậy ta. Ngay chỗ đó là có con đường đi thẳng luôn đó cả nhà. Nhưng mà do gió nó lật cái gốc cây lên luôn. Không lẽ ở ngoài này có một ngôi nhà nữa ta? Ở đây thì mình thấy có bồn chứa nước nè cả nhà. Rồi ở bên đây thì có phòng toilet mà tới 2 phòng luôn. Không lẽ ông bà ngày xưa còn khỏe đến mức mà mỗi lần đi toilet phải đi ra tới ngoài này ta? Gì quá trời vậy. Mình đi lần lòn hồi gặp cái ngôi nhà bên đây luôn các bạn. Còn đây là phòng toilet ha. Sao đây là một phòng toilet nhiều quá trời vậy ta. Còn đây là cây sung thật nè cả nhà. Sung này không phải sung rừng ha, sung ngày xưa á. Bộ đế quá to luôn cả nhà. Nhưng mà nó bị chết hết phần nửa thân rồi các bạn. Còn ngoài đó là cái gì? Rộng dữ vậy trời. Chà, kiến vàng. À, như vậy là mình đón ngày xưa bà cụ còn khỏe, bà cụ chăn nuôi heo, rồi bà cụ chăn nuôi gà ở đây nè cả nhà. Gà mà tới lấy trứng luôn các bạn thấy không? Đó, bà lấy trứng mà bỏ vô mấy này phải không ta? Cái gì vậy? Con mình bẹp. Đất của bà quá rộng. Như vậy là mấy cái năm mà bà còn khỏe là bà phải mướn người làm thôi, chứ không thể nào mà một mình bà mà chăm sóc cái trang trại này nổi. Mình còn khỏe, nếu mà giao cho mình một cái trang trại như thế này thì bó tay luôn các bạn. Bên đây là 1 ha. Đó. Còn bên đây là 2 mà làm chạy dài xuống luôn. Rất là xe. Chủ trước làm ăn phát tài, nhưng mà tới chủ sau thì kinh doanh bất động sản bị rớt đài các bạn. Ôi cha, quá rộng luôn. Tới 3 cái trang trại mà nó chạy dài xuống khoảng cỡ 500 m, có thể trên luôn đó nha. Bên đó là 1 ha. Bên đây là 2. Đó là 3. Quá trời rộng lớn. Vậy thôi bây giờ mình đi dài qua phía bên cái ngôi nhà phía bên đây, mình xem thử ngôi nhà đó là ngày xưa bà xây cho ai ở ha. Quá rộng. Ở đây nói chung là khu đất này lúc trước bà kêu bán rất là mắc luôn á, nhưng mà tới đợt sau đất nó bị rớt đài rồi, ông chủ này bán không được. Ông chủ này rất là đuối à, nghe nói miếng đất này bán cũng nhiều tiền á. Ê cha, Ở đây có cây sala luôn cả nha. Như vậy là bà rất là am hiểu về đạo Phật. Bà trồng một cái cây sala ngay vị trí này luôn. Cây sala thì theo mình được biết là Đức Phật Thích Ca ngày xưa được mẹ sinh ra tại gốc cây sala ở bên Ấn Độ các bạn. Mình nghe nói là cái trái nó ăn được nhưng mà nó hơi chắc chét. Mình thì chưa có thử cả nha. Dép ai đây vậy? Dép quá nhỏ. Chắc đứa nào nhỏ nhỏ vô đây nó thọc cái gì đó rồi bị ong gượt hay sao đó. Dấu hiệu này là con mèm bẹp á, nó ăn ốc rất là kinh khủng các bạn. Ôi ơi, ăn con nào không lấy chành bành không. Dấu hiệu ốc bu không á chứ đâu phải ốc Pháp đâu. Còn cái ao này chắc theo mình đoán ha, là cái ao này là ngày xưa chắc có thể là bà nuôi cá quá. Còn ngôi nhà này theo mình đoán chắc có thể là để cho công nhân nghỉ các bạn. Hồi nãy mình mới vào phía sau là mình thấy gì vậy? Các bạn nghe con gì hú không? Mình thấy ngôi nhà này là giống như có một cái ngôi nhà bỏ hoang thứ hai của người khác các bạn. Nhưng mà thật sự là mình thấy là của cô luôn, của bà cô luôn. Kiến quá trời kiến. Chắc có thể là công nhân ở đây mang về mang vớ nè, rồi nghỉ ngơi tại vị trí này các bạn. Coi có ong gì hay không nha. Mình mới nghe một cái tiếng. Họ nói cứu tôi với. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ ngôi nhà này là trước kia có một cái vấn đề về người ở đây rồi họ mất ta? À, hôm nay á, tôi đến ngôi nhà bị bỏ hoang của bà cô. Thì ở đây nếu mà có vong hồn nào chưa đi siêu thoát thì hãy hiện hữu đi ha. Trời, cánh cửa giống nhất luôn rồi. Gì ghê. Ở đây là dấu hiệu để trứng gà vào trong cái này nè cả nhà. Rồi ôi, bà làm ăn rất là tuyệt vời luôn. Rồi trị an ở đây mình cảm thấy nó cũng rất là ok. Không có dấu hiệu những thành phần xấu đến đây hút chích hay là làm những cái công việc phá tán các bạn. Hồi nãy cửa này cũng nhích nè, hay là gió ta? thì anh em sẽ quay không lẽ nhà này là nuôi gà ta. À, theo mình đoán là nhà này là để lấy trứng gà rồi bỏ vào mấy cái miếng xốp xốp đó, đó các bạn bán. Ôi cha ông các bạn, ông này con nhỏ nhỏ, còn này là gì? Hộp điện mà mình tưởng đâu có gì chứ. Ong khá là nhiều, nhưng mà ong gà giò, ong con nhỏ nhỏ đó cả nhà, không sao. Ủa, ở bên đây nó bị dột các bạn ơi, đòn tay nó gãy luôn. Ở đây cũng có ong luôn. Gì vậy? Nó có nhà thấy không? Đòn tay nó gãy rồi đầu. Có cây ở ngoài đâm vô lũng ton luôn. Hàng rào của bà cô là ở đây nè cả nhà. Trời ơi, đi hổng gào không có nhớ cái lá này. Lúc trước cũng có một anh chị, hai anh chị nói là cây lá lốp. Ôi cha mẹ ơi, hàng rào lại tới đây luôn. Đất rất là rộng đó chứ, đâu phải chuyện đơn giản. Nãy giờ mình chưa có vào cái ngôi nhà lớn của bà để quay nữa, mà nãy giờ mấy chục phút các bạn. Bây giờ mình vào cái ngôi nhà lớn của bà cô rất là giàu có, quay xem thử trong đó có thấy hiện tượng tâm linh gì hay không, nhưng mà nãy giờ mình chưa có thấy gì cảm giác mạnh các bạn. Đó, gì vậy? Món Phật là muốn rớt tim ra ngoài chứ không biết cái con gì ở trong đó các bạn ơi. À, cho hỏi trong đó có ai không ạ? À? Có thấy gì đâu, làm hết hồn hết vía chứ. Miếng đất này theo mình đoán chắc có thể trên 10 công, rất là rộng luôn á. Lần đầu tiên á, mình đi khám phá những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang á, là mình thấy chỉ có một cái ngôi nhà này là khuôn viên. Cái khuôn viên rất là rộng luôn các bạn, rộng kêu bằng hết nối luôn. Bởi vậy bà cô bên kia chia sẻ là đúng rồi, bà cô nói chủ trước làm ăn rất là phát tài luôn á, nhưng mà tới chủ sau thì bị rớt đài. Còn có nhà gì nữa không? Trời ơi, đi nãy giờ luôn. Rồi tới đây mà cũng ngồi cũng còn nghe nhạc nữa. Nhà quá rộng. Để mình vào phía sau trước ha. Rồi có gì không? Có thang đá. Thang đá hay là gì vậy? Hay là trò gì đó. Nó đen quá. Nền nhà của bà ở là nền nhà sau là gạch tàu, nền nhà trước là gạch bông. Còn nhà sau của bà hiện giờ thì đang bị xuống cấp, bị xé tường các bạn. Còn mình đứng ở đây thì mình cảm thấy cũng bất an luôn. Tường ở bên đây nứt luôn các bạn ơi. Cái gì vậy? Mình thấy có đồ đám cưới rất là lạ ta. Cái này là gì vậy? Ở đây là cái phòng để thay đồ thôi cả nhà, chứ không có gì hết. Phía sau này thì có một cái con kinh. Mình nghe người cô còn sống ở phía bên kia nói là ngày xưa không có, rồi sau này nhà nước họ làm cái con kinh này để dẫn nước vào để làm ruộng. Nhưng mà bà con đây họ không có còn làm ruộng nữa, họ trồng cam cả nhà. Thành ra hiện giờ bà cũng theo bà con đây trồng cam luôn. Mình thấy đây có nhiều cái dấu tay rất là bí ẩn các bạn, nằm trên vách tường ha. Có một chiếc võng đang bị hư vậy. Gì mà mình nghe lập cập quá trời vậy ta. Tường bên đây thì nó đang bị dạt các bạn. Thật sự nãy giờ mình đứng đây mình cũng ngán lắm chứ không biết tường lúc nào nó đổ các bạn ơi. Thế vậy chứ đi khám phá những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang cũng rất là nguy hiểm lắm á. Để mình xem ở trên đây thử coi có dấu hiệu ban đêm dân chơi vào hay không nha cả nhà. Ôi cha, bởi vậy nhà này gần sập là đúng rồi. Cái rễ cây mà nó thò vào trong này luôn đó nha, phải không ta? Rễ cây. Ôi má ơi. Nó ăn nứt tường luôn các bạn. Nhà này là trước kia chủ nhà ở đây là nó xuống cấp rồi, bắt đầu chủ nhà mới sửa chữa nè. Da gắn thì nhìn thấy nổ cục quá trời, chỗ nào cũng có hết các bạn. Ở đây là nhà trước ha. Có chỗ thông gió luôn. Còn cái sân này cả nhà. Sân thì ở gần cột điện, sát cột điện luôn. Vậy hết hồn hết vía. Mặt tiền thì bề ngang không có rộng gì mấy, nhưng mà ra mặt hậu phía sau thì quá rộng luôn. À, chắc chắn là cái phòng này là phòng nghỉ của bà cô ngày xưa chứ đâu. Còn bên kia thì chắc có thể là kinh doanh gì đó. Quá đủ các bạn ơi. Bây giờ tìm chỗ nào ngồi trò chuyện với anh chị và cô chú xíu. Chứ nãy giờ mãi mê đi tìm những cái chỗ mà ngôi nhà bị bỏ quên này hơn đi tập thể dục luôn các bạn. Quá rộng ngôi nhà, diện tích kêu bằng khủng khiếp. Gì vậy? Thấy gì đang nói vậy ta? Cái bụi mà mình tính đâu phân cái con mà tắc kè nó cả nhà. Rộng quá trời rộng vậy ta. Dài dép còn đầy đủ luôn. Rồi đồ trưng Tết, ngân lượng còn luôn các bạn. Đây là ngân lượng nè. Cái này giả hay thật vậy trời. Có ngân lượng luôn mới ghê chứ. Cả nhà thấy không? À, như vậy là bà cô cũng thích chơi phong thủy các bạn. Trời, ai chọi tôi vậy? tự nhiên mấy con năng lượng. Ai chọn cái đụng hết hồn hết vía chứ. Ôi má ơi. Ngôi nhà bỏ quan này kìa. Không biết ở đây lâu được hay không, nhưng mà nãy giờ quý anh chị và các bạn thấy là mình đi vào cái ngôi nhà bỏ quan này á là bình thường, là đâu có nghe ai chọi hay là ai làm gì mà lùng đùng gì đâu. Tới cái lúc mà mình gờ vô ngăn lượng á là bị không biết người hay là vong các bạn. Nếu mà người làm sao mà vào đây được, tại vì cửa gào ở ngoài đã phá cứng hết rồi. Mình chỉ đi đường phía bên ngoài cái lùm cây này nè mới vào được thôi. Đó. Hôm nay tôi đến đây, nếu mà nãy giờ tôi có mạo phạm gì thì nhớ bỏ qua ha. Thì vậy tôi có đem nước và bánh, thì tôi mời các chị vị hưởng bánh ha, và cho tôi xin tá túc nghỉ qua đêm ha. Dữ trọng gì vậy, mới vừa nói nghỉ qua đêm ở trên đó họ gõ cái đồng mới ghê chứ. Ôi má ơi, gọi luồng gió đâu quá mạnh vậy. Đi ra ngoài các bạn, bịch bánh mình để trên nhà trước hết vậy. Gì vậy, con gì kêu chạy thêm con gì vậy. Gì gớm vậy. Không hề rẻ nữa. Tới một chuyện nữa rồi. Ngôi nhà quá rộng luôn. Bây giờ mình ngại không dám vào đường phía nãy các bạn. Đó, vỏ đồ cúng mình để đó đó. Trời trời, khổ nữa rồi. Vậy thôi mình đi xuống ngay chỗ nhà tháp để hài cốt mình cúng kiến cho nó tiện các bạn. Tại vì ở trên đó dính nhạc quá lớn. Thì ok, giờ này cũng gần tối thui rồi các bạn ơi. Ôi muội quá. Ông cái gì không đây, ông đất nữa, ông lỗ nữa. Tôi hôm nay đến đây tôi chỉ muốn cúng kiến thôi, chứ tôi không có phá tán gì đâu nha. Đừng chết ẩu rồi chết tôi luôn á. Đường về còn xa dữ lắm, xa dính nhẹt người ta. Rồi mời tất cả các chị vị ông bà phước mặt phước mày không nhà không cửa đến ngôi nhà bỏ quan của nữ đại gia Ngự thì uống nước ăn bánh ha và hưởng nhang đèn. Rồi cho tôi xin tá túc qua đêm ha, tôi không có ý mạo phạm gì hết. Nói gì nói chứ cũng nhìn vào cái vỏ con rắn các bạn, nằm đó đó. Người cô nói ở bên đây thì đất phù sa rất là rộng, còn phía bên đường lộ bên kia thì ở cặp phía sông các bạn, ở Hậu Giang là vậy á, lại vậy chứ. Mới chuẩn bị cầm nhang là nghe sột sẹt ha, chắc có thể là vong họ nghe mình cúng kiến đó các bạn. Rồi họ chuẩn bị hiện hữu các bạn ơi. Rồi mời tất cả các hương linh. Muội quá muội. Chuẩn bị tối thui các bạn. Sáu giờ 15. Hổng gài mình đi tuyến đường này á, mình chưa có về nhà cách đây 3 hôm rồi các bạn ơi, 3 hôm rồi. Nếu mà có bồn hồn nào đến đây ngự đối khét thì dùng bánh đi ha, dùng nước. Rồi tất cả hương linh hưởng bên đó ha, mình nếu mà có thì ra hưởng. Mình bây giờ có một cái cách mới các bạn. Mình ngủ xếp bằng vậy nè, là ngủ bình thường luôn, ngủ rất là ngon mà say nữa cả nhà. Thì hôm ngày mình cũng luyện ở nhà rồi mình mới đi ghi hình để nhiều khi mình ngủ trải nghiệm và thử thách đó, mình đem cái võng theo đó, nó bất tiện lắm. Đặt thí dụ đây đâu có văng được đâu, khó lắm. Hồi sớm tới giờ đó thì mình rất là thèm ngủ các bạn, tại vì hồi trưa là mình không có ngủ trưa. Thường thường mình đi xa là không có ngủ trưa được. Nếu mà mình ngủ trưa là đâu có ghi hình được. Mình phải đi tìm những cái chỗ mà nó tâm linh, đặt ví dụ nhà quan hay là nghĩa địa hay là nhà mồ. Nhưng mà cảm giác của mình lúc này là mình thích vào nhà quan hơn đi ra ngoài khu nhà mồ ở ngoài Nhị Tỳ các bạn đó. Thành ra mình phải chịu xuyên đi hết tỉnh này rồi tới tỉnh kia để tìm những cái ngôi nhà bị bỏ hoang rồi mình mới ghi hình được. Nó khổ vậy chứ, còn nếu mà đi vào khu nghĩa địa thì nó rất là dễ rồi. Ở đâu không có nghĩa địa, ở đâu không có nhà mộ. Bây giờ mình thử ngủ khoảng cỡ 1 tiếng. Thì nói vậy á, chứ mình ngủ, đặt cái dụ mình buồn ngủ kêu bằng tới né luôn ha. Nhưng mà mình chợp mắt được khoảng cỡ 15 phút thôi là mình mở mắt ra là mắt mình sáng như sương hơi cả nhà. Vậy thôi bây giờ mình ngủ ha. Bây giờ mình cố gắng mình ngồi cho nó thẳng cái lưng lên luôn, rồi thả lỏng ra. Nãy giờ ngủ được mấy phút mà mình cảm thấy giống như có ai dựa mình các bạn. Nhưng mà họ dựa mình không có nổi. Thì nãy giờ mình có nghĩ trải nghiệm tại Vị Tí ở đây. Thì cái cảm giác của mình á là giống như có một vong hồn nào đó họ tính dựa, tính mượn xác mình các bạn. Còn ở bên ngay chỗ đồ cúng á, quý anh chị và cô chú và các bạn có thấy vong hồn nào đến đây ngồi hưởng đồ cúng thì quý anh chị và cô chú nhớ để lại cho mình một cái comment ha. Vậy mình đi về nha. Hôm nay về trời vinh luôn các bạn ơi, không gà đi bỏ nhà mấy ngày rồi. Vậy mình kết thúc video nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.